Tôi dựng về chủ đề thời gian trong tiếng Tây Ban Nha. El amanecer, bình minh. El amanecer. Ngoài ra mình cũng có chữ là La salida del sol, là bình minh. La salida del sol. Thì trái nghĩa với bình minh thì mình sẽ có La puesta del sol, tức là hoàng hôn. La puesta del sol. Mình có chữ mañana. Mañana thì nếu mà nó được chia theo giống cái La mañana thì nó có nghĩa là buổi sáng. La mañana. Nhưng nếu nó được chia theo giống đực á, tức là el mañana, thì nó có nghĩa là ngày mai. El mañana. El sol là mặt trời. El sol. El cielo là bầu trời. El cielo. El día là ngày. El día. Một tuần có 7 ngày á, thì cái ngày đó tức là el día. La tarde, buổi chiều. La tarde. La noche, buổi tối. La noche. La luna là mặt trăng. La luna. La estrella là ngôi sao. La estrella. ¿Qué hora es? Tức là câu hỏi là mấy giờ rồi. ¿Qué là cái gì? Hora là giờ, tiếng đồng hồ. Es này chính là cái chữ ser mà chia cho thì anh ấy, cô ấy, quý bạn. Ở đây chia cho cái chữ hora này. Hora nó là cái giống cái số ít, tức là cô ấy. Cho nên nó là es, tức cái ser nó được chia thành es. À, đây là động từ bất quy tắc nha. Thì que hora es tức là giờ là bao nhiêu. Bây giờ là mấy giờ đó, hỏi là mấy giờ rồi á. Que hora es. La hora là giờ, tiếng, giờ đồng hồ, tiếng đồng hồ đó. Chữ H này đọc câm. La hora. El minuto là phút. El minuto. El segundo là giây. El segundo. Mediodía, giữa trưa. Medio tức là một nửa. Día là ngày. Ngày mà ở đây là giống đực nè, en día là giống giống đực á. Thì là medio día là giữa trưa. Media noche, giữa khuya. Thì các bạn nhớ là la noche là ban đêm á. Media, tại vì nó là nó đi với noche là giống cái nè, cho nên chỗ này là chỗ A, chữ A. Còn día ở đây là giống đực, cho nên chỗ này sẽ là chữ O. Media noche là giữa khuya. Mediodía là giữa trưa. Mình có el tiempo là thời gian. El tiempo. El pasado là quá khứ. El pasado. Trong quá khứ thì sẽ là en là trong nè. El pasado có nghĩa là trong quá khứ, hoặc là chỉ ghi đơn giản là el pasado là được rồi. En futuro là tương lai. En futuro. Mình còn nếu mình nói là trong tương lai thì mình sẽ nói là en futuro. Hoặc là mình chỉ nói đơn giản là en futuro cũng được. En presente, hiện tại. En presente. Ahora là bây giờ. Ahora. Entonces, sau đó. Entonces, sau đó.